ngồi xuống đây. Rồi, tới đó rồi. Đem cái đầu ra đừng có gồng. Gồng chi vậy? Nằm xuống. Rồi. Cứ bình tĩnh. Rồi quay mặt qua đây. Đó, xích ra chút xíu. Đó, vậy đó. Rồi nghiêng người ra nhẹ. Đó, mềm ra. Đó. Đó, mềm ra. Đó, cái đừng vậy. Đừng có gồng. Chị này chị chịu đòn dội thế không? Không có đau đâu. Rồi nhà ở đâu lệnh? Dạ ở Long An. À Long An? Dạ. Huyện dạ. Nào? Thủ Thừa? Dạ Châu Thành. Châu Thành. Rồi đó nấu rượu nhiều không? Dạ không. À rượu nhiều là bà đen hả? Gò đen. Gò đen hả? Gò đen. À. Ở nhà làm gì? Dạ ở nhà. Cái bạch lúc gì đó? Ok. Rồi, ngồi vậy. Chuyện đời khác rồi đó. Rồi, đi nhanh lên. Rồi, hẳn rồi rồi, ok. Rồi, ngon lành rồi. Rồi, bây giờ nhẹ rồi, giờ chạy đi. Chạy. Đó, ngon lành. Rồi chạy tới đây. Rồi bây giờ quay mặt vô kia kìa. Rồi ngồi xuống đứng dậy cho ta sợ. Đứng dậy. Ok. Đi dậy. Ờ, rồi. Hốt đi anh em. Chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.